Việt Anh và Cẩm Tú xin chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2020, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại hội Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng ngày 18 tháng 6. Đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tỉnh nhà đưa ra nhiều ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ thực hiện hàng loạt vấn đề chuẩn bị cho sự liên kết cùng thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Mới đây, một đơn vị tham gia thử nghiệm xử lý lục bình với tinh thần hỗ trợ nhà nước phi lợi nhuận. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý khán giả, sáng ngày 18 tháng 6, Đại hội Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Lê Duy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có 9 chi bộ trực thuộc với gần 90 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và của Đảng ủy cấp trên, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng ủy còn chú trọng việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy cấp trên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua học tập, nhận thức của cán bộ đảng viên có những chuyển biến tích cực, nắm sâu hơn các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, cán bộ đảng viên công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, luôn đoàn kết, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Hàng năm, văn phòng luôn được lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm chú trọng, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên cả nhiệm kỳ chiếm 100%. Trong đó có một chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Lê Duy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, cán bộ đảng viên phải tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra và nhiệm vụ chính trị được giao, có quyết tâm chính trị cao, bình tĩnh, sáng suốt xử lý tình huống thực tiễn đặt ra có hiệu quả. Cấp ủy cần thể hiện vai trò quan trọng của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ để phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ và đảng viên, xây dựng đảng bộ, văn phòng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại hội Đảng bộ, Văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 19 tháng 6 năm 2020. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Tân Châu nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành 28 trên 30 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế tăng trưởng ổn định, hệ thống đường giao thông nội thị được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách của người dân. Hoạt động thương mại được đẩy mạnh. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm như xây dựng lại khu kiosk Đông Tây, khu trung tâm văn hóa thể thao huyện, góp phần làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng khang trang. Tính đến nay, thị trấn Tân Châu đạt 18 trên 30 tiêu chuẩn về xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các lĩnh vực văn hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ phát triển mới được 39 đảng viên. Nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện nay lên 271 đảng viên. Bình quân hàng năm có 92% đảng viên được đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ông Nguyễn Mạnh Hải tiếp tục giữ chức bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý khán giả, cũng trong sáng ngày 18 tháng 6, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp cùng Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều ý kiến được đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tỉnh nhà đưa ra. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Thắng, trưởng phòng tuyên truyền báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trình bày một số nội dung cốt lõi của các dự thảo văn kiện. Qua nghe trình bày và nghiên cứu văn kiện, các đại biểu cho rằng bố cục của các dự thảo văn kiện được sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đánh giá rõ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng trong nhiệm kỳ qua. Phần lớn các đại biểu đều cơ bản thống nhất với dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, chỉ góp ý sửa đổi, bổ sung một số chi tiết, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị bổ sung phân tích làm rõ, cụ thể đối với những tồn tại hạn chế, để có cơ sở đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Thưa quý khán giả, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Văn phòng tỉnh ủy phối hợp với xã đoàn Bào Năng sáng ngày 18 tháng 6 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo tại địa phương. Tham dự lễ khởi công có bà Vũ Ngọc Hà, Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy, anh Võ Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh. Căn nhà nhân ái được xây dựng cho gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1971, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 55 triệu đồng do Chi đoàn Văn phòng tỉnh ủy vận động tài trợ. Việc khởi công xây tặng nhà nhân ái của các đơn vị nhằm hưởng ứng chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2020. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành kết hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở cho trên 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ công chức, tư pháp, hộ tịch và đại diện các tổ chức hòa giải ở các ấp khu phố. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu một số nội dung cơ bản về luật hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành, trình tự thủ tục các bước hòa giải ở cấp xã, kỹ năng thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh hòa giải trên lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai. Đồng thời cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong công tác hòa giải, qua đó ngày càng củng cố, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế và ngăn chặn các hành vi tranh chấp, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm ngay tại cơ sở. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động lần thứ 2, giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có ông Phan Văn Bùa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh. Giai đoạn 2016-2020, Liên đoàn Lao động huyện Bến Cầu phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn. Các cơ quan đơn vị đã xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua có nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm có trên 96 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, biểu dương khen thưởng 6 tập thể, 39 cá nhân tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên 30.000 lượt nữ cán bộ công chức viên chức lao động được công nhận và ghi vào sổ vàng biểu dương nữ giỏi việc nước đảm việc nhà và được tỉnh tặng bằng khen. Vận động đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, xây tặng 31 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2025, huyện Bến Cầu tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công của tổ chức công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị, liên kết phát triển là một xu thế tất yếu hiện nay. Ngành du lịch cũng cần có một sự liên kết để khai thác các thế mạnh của từng địa phương trong vùng. Chính vì vậy mà các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ đã thực hiện hàng loạt vấn đề chuẩn bị cho sự liên kết cùng thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự Liên kết xu hướng phát triển tất yếu của ngành du lịch do phóng viên Phương Nguyệt, Ngọc Hải thực hiện. Lâu nay, ngành du lịch của các tỉnh thành phát triển một cách đơn lẻ, cho nên các điểm đến hấp dẫn của từng địa phương chưa được khai thác triệt để thu hút du khách. Trong khi nhu cầu của khách du lịch hiện nay đang hướng đến các tour du lịch ngắn hạn giữa các tỉnh thành trong vùng. Vì vậy, liên kết hợp tác là một phương thức đang được triển khai giữa Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước.
Hội nghị lần này thì không phải chỉ có hội thảo mà là một cái hội nghị để ký kết triển khai cái chương trình hợp tác. Và qua cái hội nghị này là để có những cái chương trình hành động cụ thể trên cơ sở là 5 cái nội dung mà thỏa thuận. Đó là công tác quản lý nghề du lịch. Thứ hai là phát triển sản phẩm du lịch. Thứ ba là bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của du lịch. Cái thứ tư là quảng bá giới thiệu về du lịch. Cái thứ năm là thực hiện cái mời gọi đầu tư đó, cho tất cả các địa phương ở trong vùng Đông Nam Bộ. Và cũng qua cái thỏa thuận sẽ có một cái chương trình cụ thể để kết nối các địa phương cũng như là kết nối các cái doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. À, chúng tôi thấy rằng là cái qua cái lần này thì khác với các cái lần trước là chúng ta đi tìm cái việc là Tây Ninh chúng ta có làm du lịch được hay không. Lần này chúng ta làm cái việc này để chúng ta triển khai những cái tiềm năng trở thành cái việc công việc cụ thể. Sự liên kết sẽ mở ra cơ hội cho các địa phương thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài khu vực liên kết trong các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thêm các lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân các địa phương trong liên kết thông qua các hoạt động liên kết hợp tác. Trước khi ký hợp tác đó, thì thành phố sẽ tổ chức một cái hội thảo với sự tham gia của khoảng trên dưới 300 đại biểu mà hầu hết là các doanh nghiệp du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp du lịch của các cái tỉnh Nam Bộ sẽ thảo luận để làm thế nào đưa những cái nội dung ký kết nó trở thành những sản phẩm cụ thể và những cái hợp tác cụ thể. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành động thiết thực của thành phố cũng như là những cái mong muốn hợp tác của thành phố với các địa phương, và hy vọng rằng cái sự phát triển du lịch nội địa nó sẽ là một thị trường, là một cái điểm đến phù hợp với cái sự phát triển chung của cả nước. Liên kết phát triển không chỉ kết nối phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mà còn định hướng cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương liên kết hợp tác xây dựng tuyến du lịch kết nối giữa 6 tỉnh thành trong liên kết, tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vận chuyển khách du lịch, phát triển và tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nông nghiệp, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch ẩm thực đến các tỉnh thành. Mỗi địa phương chúng ta thì đều có một cái thế mạnh về du lịch. Tuy nhiên là khi tự chúng ta phát triển thì cái thế mạnh đó có thể là chỉ tập trung ở một số lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên khi chúng ta liên kết thì tất cả các sản phẩm chúng ta có thể từ các tỉnh này, địa phương này liên kết với địa phương kia thì tạo ra được một sản phẩm du lịch, làm cho những du khách khi đến, khi tham gia những sản phẩm đó sẽ có được những cái thuận lợi, những cái khám phá khi mà tham gia sản phẩm du lịch này. Do vậy thì cái sự liên kết du lịch của vùng ở Đông Nam Bộ phải nói rằng đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ có vị trí địa lý thuận lợi, có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hệ thống giao thông phát triển, cảnh quan thiên nhiên phong phú, là vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa, sinh thái nghỉ dưỡng, tâm linh. Một chương trình liên kết vùng mang tính chiến lược lâu dài dựa trên các nền tảng tiềm năng sẵn có của từng tỉnh thành sẽ là đòn bẩy cho ngành du lịch của các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ cất cánh trong thời gian tới. Chiều ngày 18 tháng 6, thì đoàn Hòa Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Nhìn chung trong nửa đầu nhiệm kỳ, các hoạt động phong trào đoàn trên địa bàn thị xã được triển khai rộng khắp, hiệu quả, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân và lực lượng thanh niên. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, thị đoàn Hòa Thành đã tập trung thực hiện tốt nghị quyết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn kết tập hợp thanh niên được tổ chức ngày càng phong phú, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các công trình phần việc thanh niên trên địa bàn thị xã tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị. Ngoài các hoạt động hiệu quả được duy trì, tuổi trẻ Hòa Thành còn có nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng như mô hình bữa cơm không đồng, vui cùng bóng cả, suất ăn sáng xanh, mang lại tổng giá trị về kinh tế là gần 5 tỷ đồng. Trước những kết quả đạt được,
anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh yêu cầu thị đoàn Hòa Thành cần tiếp tục phát huy những thế mạnh hiện có, đồng thời tích cực sáng tạo, tạo ra nhiều hoạt động sân chơi để thu hút ngày càng nhiều thanh niên đến với tổ chức đoàn, chú trọng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng trên các mặt công tác. Dịp này, thị đoàn Hòa Thành kết hợp triển khai các nghị quyết, kết luận của đoàn đến các cán bộ đoàn chủ chốt tại địa phương và ra mắt câu lạc bộ lý luận trẻ gồm 10 thành viên do anh Nguyễn Di Hiếu, Phó Bí thư phụ trách thị đoàn làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự có bà Phan Thị Thùy Dân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh. Trong 6 tháng qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ làm tốt các mặt phong trào vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, quan tâm phụ nữ tôn giáo, thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vận động trao tặng 7 máy ấm tình thương cho 7 hộ phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 466 triệu đồng. Tính đến nay, trao được 21 con bò với tổng số tiền 446 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn nhiều hoạt động thiết thực trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu trao 4 suất hỗ trợ vốn không thu hồi cho 4 chị em phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng năm 2020 với số tiền mỗi suất là 5 triệu đồng. Với tổng kinh phí là 20 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện Gò Dầu hỗ trợ. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội phụ nữ thị xã Hòa Thành tập trung tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, qua đó đạt 38 trên 42 tiêu chí thi đua năm 2020. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tập trung thực hiện các đề án 938, 939, 404, dự án 3 thuộc đề án 279, chương trình phối hợp, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em gắn với thực hiện chủ đề năm học của hội, phối hợp ủy ban dân xã thực hiện dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo thiết bị may mặc và vận động trao vốn phụ nữ khởi nghiệp cho 39 chị với số tiền trên 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ duy trì, nâng chất chương trình nâng bước em đến trường, tiếp tục hỗ trợ 5 em học sinh và mở rộng thêm 5 em bằng cách vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sĩ hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho 10 em học sinh với tổng số tiền 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động Mạnh Thường Quân tặng 100 quyển tập với giá trị 1 triệu đồng, duy trì nâng chất nhân rộng tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo tại 4 xã và nhân rộng tại 2 xã Trường Hòa, Trường Đông. Qua đó vận động thăm, tặng quà, trợ táng, quà cho các em học sinh lớp học tình thương với tổng số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước chi để tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi của tỉnh Tây Ninh tăng hơn gấp đôi so với mức đang thực hiện. Qua đó thì thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác chăm sóc, tôn vinh người cao tuổi. Sắp tới đây, trong kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi. Dự kiến kinh phí nhà nước mỗi năm chi khoảng hơn 10 tỷ đồng cho hơn 14.000 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Mức chi này tăng gần 5 tỷ đồng, tức là tăng hơn gấp đôi so với mức đang thực hiện. Cụ thể như sau. Người cao tuổi thọ 70 và 75 tuổi sẽ được nhận quà tặng và tiền mặt tổng trị giá 600.000 đồng. Mức chi quà tặng và tiền mặt cho người thọ 80 và 85 tuổi là 800.000 đồng. Với người thọ 90 tuổi là 1 triệu đồng, 95 tuổi là 1,2 triệu đồng. Người thọ 100 tuổi sẽ được tặng 5 mét vải lụa và 1 triệu đồng tiền mặt. Kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cũng như theo phân cấp của địa phương. Mục tiêu của việc tăng mức chăm sóc người cao tuổi góp phần động viên người cao tuổi sống vui khỏe, giữ gìn văn hóa biết ơn, kính trọng người già trong gia đình và xã hội. Kính thưa quý khán giả, ngày 18 tháng 6 năm 2020, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel Tây Ninh, tỉnh đoàn Tây Ninh đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ viên chức, phóng viên, đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Đại diện Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel Tây Ninh, tỉnh đoàn Tây Ninh gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể cán bộ viên chức, phóng viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh nhân ngày 21 tháng 6, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực mà đài đã đạt được.
Trong thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh không ngừng lớn mạnh và phát triển. Cùng với việc tăng cường thời lượng phát sóng, đài còn nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin văn hóa giải trí cho nhân dân tỉnh nhà. Qua đây, đại diện các đơn vị mong muốn trong thời gian tới sẽ phối hợp với đài xây dựng nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn, mang tính hiệu quả cao. Đại diện lãnh đạo đài, ông Võ Văn Quý, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh gửi lời cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm của các đơn vị, đồng thời mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện hỗ trợ đài hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của quý khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, hơn chục năm qua, dường như chưa có giải pháp nào thực sự hiệu quả cho việc xử lý lục bình trên mặt sông Vàm Cỏ Đông. Tuy nhiên thì mới đây một đơn vị đã tham gia thử nghiệm xử lý lục bình với tinh thần hỗ trợ nhà nước vì lợi nhuận. Đó là dự án xử lý lục bình bằng máy vớt cắt lục bình tại chỗ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh thuộc Tập đoàn Thành Thành Công. Theo đó, công ty đã đặt mua 2 thiết bị vận hành. Thiết bị này có khả năng vớt và cắt nhuyễn lục bình tại chỗ. Sau đó, xác lục bình sẽ được chuyển lên xà lan, đưa lên bờ và đưa về xử lý làm phân bón hữu cơ tại nhà máy phân bón của công ty. Thiết bị vận hành của công ty đã chạy thử nghiệm trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020. Theo kỹ sư của đơn vị này, công suất vớt và cắt lục bình đạt trên 15 tấn trên 1 giờ. Thiết bị này cũng đã chạy thử từ đầu tháng 6 đến nay ở một số đoạn sông. Nếu việc trục vớt lục bình được thực hiện đều đặn, thì chỉ trong 2 đến 3 tháng, mặt sông sẽ thông thoáng. Theo đơn vị này, kinh phí từ ngân sách tỉnh chưa đủ để đảm bảo cho các đơn vị xử lý lục bình duy trì việc trục vớt hàng ngày. Việc đem lục bình đi xử lý càng tốn kém. Đó là lý do việc xử lý lục bình thời gian qua chưa đạt hiệu quả. Đơn vị này đã xin tỉnh cho tham gia với kinh phí trước hết là lấy từ nguồn hoạt động của chính đơn vị, nên đây có thể xem là một dự án xã hội phi lợi nhuận của tập đoàn. Tỉnh mà giao cái dự án lục bình này cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Công á, và trực thuộc tập đoàn Thành Công, thì chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi sẽ giải quyết được chứng nhận lục bình trên sông Vàm Cỏ. Sau quá trình mà chúng tôi chạy thử thì với cái thiết bị mà chúng tôi hiện có thì là chúng tôi sẽ giải quyết được cái vấn đề lục bình. Và cái khó của vấn đề mà xử lý lục bình này là cái xử lý sau khi vớt, nên là tất cả những cái đơn vị trước đây mà không thành công là do cái, theo tôi đánh giá là do cái xử lý sau khi vớt. Thì tập đoàn Thành Công thì có cái nhà máy phân hữu cơ vi sinh, chúng tôi sẽ đem về để xử lý, để làm phân. Thì cái đó là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ xử lý tốt. Trong tháng 6 này, Sở Giao thông Vận tải sẽ có báo cáo đánh giá và đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho tập đoàn Thành Thành Công tham gia xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông. Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Do chiều ngày 18 tháng 6 tính theo giờ Việt Nam, số người tử vong vì dịch COVID-19 trên toàn cầu hơn 451.000 người, số ca nhiễm hơn 8,4 triệu người. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 8.466.987 người, số ca tử vong là 451.948 người, số ca chữa khỏi là 4.439.056 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm là 342 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 325 người. Tại Tây Ninh, số người nhiễm là 4 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 4 người. Cập nhật tình hình phòng chống COVID-19 đến 15 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2020. Cách ly tại cơ sở y tế 23 người, cách ly tập trung 159 người. Ngoài ra, cách ly tại nhà nơi lưu trú 26 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú đã qua 14 ngày, 4.336 người. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin khép lại tại đây. Quý khán thính giả có thể xem lại các chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh trên website tayninhtv.vn, trên fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.